thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu sau chỉ một vài tuần. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Vì lý do đó, Kimberly không khuyến khích quý vị dùng thuốc để chữa mụn. Và cũng vì lý do đó mà Kimberly đã bào chế ra phương pháp Apogee để chữa mụn. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Hãy lấy hẹn cuối tuần này, thứ Bảy và Chủ nhật để tham khảo da miễn phí tại Linix San Jose trên đường Lân Đì, 1-888-337-7264, 1-888-337-7264. Quý vị đã đón xem chương trình The Dr. Kimberly Show. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là nhăn, làm cách nào để chúng ta chữa và chống nếp nhăn. Xin mời chị Vi Lan, cảm ơn chị Vi Lan đã đến với chương trình The Dr. Kimberly Show một lần nữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ Kimberly. Vi Lan cũng xin được kính chào quý khán thính giả của chương trình bác sĩ Kimberly Show. Nghe tới chương trình nhăn cái là Vi Lan thấy sợ liền. Tại sao vậy? Tại vì thường thường cái đó là cái mà tất cả mọi người đều sợ, chứ không phải mình Vi Lan bác sĩ. Ai cũng sợ nhăn, sợ già hết, đúng không? Dạ thì đúng vậy, ai cũng sợ già. Tuy nhiên là khi mà nói đến già đó, tại sao người ta sợ già? Tại vì sợ mất cái nét đẹp phải không ạ? Dạ, của tuổi xuân phải không? Thì bây giờ Kimberly nghĩ rằng chúng ta cũng đã nghe bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh trình bày nói rất nhiều về cách giải phẫu làm sao để chúng ta lấy lại những cái nét đẹp, contour lại làn da, căng da, làm đủ thứ hết để cho chúng ta có được trẻ hoài. Dạ, preserve những cái nét đẹp của hồi xưa. Yeah. Nhưng mà Kimberly nghĩ rằng á, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh cũng có đồng ý là chúng ta cần phải dưỡng da, phải có một cái phương pháp dưỡng da nào ở nhà, cũng giống như đánh răng vậy, mỗi một ngày chúng ta phải bảo vệ hàm răng bằng cách đánh với những cái gì tốt và đánh như thế nào, chứ không phải mình làm qua loa rồi mình dùng cái gì không tốt cho răng của mình mà mình expect khi đến một ngày nào đó mình đừng có ngạc nhiên nếu mà mình rụng hết răng, không còn cái răng nào hết chỉ vì mình không có kén chọn những sản phẩm khi đánh, hoặc là cái technique, cái phương pháp đánh, phải không ạ? Yeah. Thì cái làn da mặt cũng vậy, nếu chúng ta chờ đến một ngày nào đó mình bị gọi là chạy xệ, mình đang hôm nay mình nói về đề tài nhăn. Yeah. Thì chúng ta sẽ focus vào những nếp nhăn và mình có thể nói chi tiết hơn là nếp nhăn có thể bắt đầu tuổi nào. Thì như bác sĩ Thanh nói là tuổi nào cũng có thể bị nhăn được hết, nó tùy theo gen, nhưng mà mình có thể nói gene thì bây giờ mình không thể nào mà bàn cãi được rồi, phải không? Dạ, vâng. Yeah. Nhưng mà tức là theo di truyền của gia đình đó. Dạ. Yeah. Yeah. Còn chúng ta có thể bàn cãi về cái phương pháp và cái những cái sản phẩm gì chúng ta nên chọn để dùng trên làn da để bảo vệ. Vâng. Và với bác sĩ Kimberly thì ở cái lứa tuổi nào là chúng ta có thể bắt đầu dưỡng da? Chúng ta nên dưỡng da càng sớm càng tốt. À. Mà khi nói càng sớm đây, bác sĩ Thanh thì nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu từ hồi là baby, tại vì cũng phải có cái gì để nuôi dưỡng, để chống khô cho các trẻ em, con nít. Thì Kimberly đồng ý, đó cũng là một cách dưỡng. Nhưng mà tuổi đó, cái sự cần thiết về dưỡng da thì nó chỉ bao nhiêu đó. Tuy nhiên là làm sao để chống khô hay là chống nắng khi các em cần phải đi bơi, đi biển gì đó. Còn nói về cái tuổi mà dậy thì, nếu mà chúng ta không dưỡng da trước đó thì đến cái tuổi dậy thì là cái tuổi mà even trước tuổi đó là tuổi preteen. Yeah. Trước tuổi dậy thì chúng ta cần phải bắt đầu các em với một cái regimen, gọi là một cái thói quen. Kimberly nghĩ rằng không trễ hơn 9 tuổi. À. Yeah. Để bảo vệ, tại vì các em đến tuổi đó là hormone thay đổi, những cái chất kích thích tố trong cơ thể nó thay đổi, nghĩa là sao? Nghĩa là da mình bắt đầu bị tiết ra chất dầu nhiều hơn. Yeah. Và bắt đầu nếu mà mình không nuôi dưỡng, mình không giữ sạch thì chân lông của mình sẽ bị hở.
Rồi từ đó chúng ta sẽ có mụn. Mụn, yeah. Vâng. Thành ra là cả một cái vấn đề nếu mà chúng ta không có lo dưỡng da từ lúc như bác sĩ nói thì coi như là 9 tuổi đi thưa quý vị. Tại vì nhỏ thì mình dùng baby oil thì mình không kể. Đó thì từ 9 tuổi là chúng ta cũng nên bắt đầu biết cái cách dưỡng da như thế nào để giữ cho cái da mình. Tại vì chính Vilan cũng có để ý thấy có nhiều em không bắt buộc tới cái tuổi teenager là có mụn. Có nhiều em không bị cái tình trạng đó. Có lẽ là nhờ biết cách dưỡng da không ạ? Mình nghĩ rằng mình cũng mong rằng như vậy đó. Dạ, dạ nếu đó. Mà các em nếu mà biết cách dưỡng không có mụn sau một thời gian, Kimberly nghĩ rằng và cũng mong rằng quý khán thính giả của chúng ta coi chương trình The Dr. Kimberly Show có thêm những cái kiến thức về dưỡng và bảo vệ để truyền lại cho các em. Nếu mà mình có những cái vốn đó mình truyền lại, tất nhiên là những cái hiểu biết của mình về dưỡng da để truyền lại cho các em. Vâng. Thì Kimberly nghĩ rằng đến cái ngày nào đó chúng ta sẽ thấy các em có làn da gọi là không có mụn mà cũng nhờ dưỡng, chứ không phải là nhờ gen hay là nhờ hay là có nhiều khi các em lại bị mụn trễ. Tại vì cái tuổi mà nó cơ thể của chúng ta nó không ai giống ai hết. Có nhiều khi mình bắt đầu tiết ra chất dầu sớm là 9 tuổi, có nhiều khi đến mười mấy tuổi, 65 tuổi hay là 18 tuổi cũng chưa thấy mụn gì hết. Nhưng mà bác sĩ Kimberly nói về vấn đề dưỡng da thì Vilan mới nhớ một cái câu nói rất là quen thuộc của bác sĩ Kimberly là cái U-turn đó thưa quý vị. Có nghĩa là chúng ta có thể là quý vị cũng đã biết là tới một cái tuổi nào đó, thí dụ là 9 tuổi trở lên đi là chúng ta bắt đầu dưỡng da, nhưng mà nhiều khi mình thấy mình cũng sức kem, mình cũng thoa kem mà tại sao thấy cái da mình không có đẹp. Thì đến cái lúc đó là mình phải nhớ tới câu của bác sĩ Kimberly nói là chúng ta phải U-turn. Thì đúng không ạ? Dạ, Kimberly nghĩ rằng căn bản mà Kimberly muốn nói đây á là bất cứ khi nào mình dưỡng da, mình cho là mình đã có cái sự cố gắng để mình chọn kem, mình chọn một cái đường lối nào mình cảm thấy lúc đó đó mình cảm thấy là hay nhất, là tốt nhất cho cái thời đại đó. Nhưng mà một thời gian sau này mình nhìn vào gương mình thấy tôi thấy làn da của tôi bị tàn phá hay càng ngày càng chảy xệ, mình nói về nhăn thì mình nghĩ là bắt đầu nhăn hiện lên hay là làn da của mình không được theo ý muốn. Kimberly thấy rằng nhiều người không phải là họ không care, nhưng mà họ không để ý, họ cứ nói tôi quen cái sản phẩm này rồi vì hay là tôi dùng cái sản phẩm này là vì cái hiệu nó, cái mark của nó nổi tiếng. Nhưng mà Kimberly nghĩ rằng nên căn cứ vào cái làn da và cái tình trạng làn da của mình. Nếu mà mình thấy làn da của mình hay là sắc đẹp của mình càng ngày càng xuống dốc thì nên U-turn. Đơn giản như vậy. Nghĩa là mình không nên bắt đầu, mình nên bắt đầu mình stop lại, mình ngưng lại. Giống như trước khi mình U-turn thì mình phải break thì mình phải suy nghĩ là tôi là nên làm cái gì đây nè. Nhưng mà tôi nên làm đi cái đường lối khác. Chứ đừng có đi đúng cái đường lối đó thì một ngày nào đó mình cũng sẽ thấy nó càng ngày càng xuống dốc thêm hơn nữa, phải không ạ? Kimberly nghĩ rằng á, cái sự cần thiết để chọn một bộ kem khác hay là một cái đường lối khác, một cái phương pháp khác, nếu mà mình bắt đầu thấy chung quanh mép bị chảy xệ hay là chung quanh cặp mắt của chúng ta bị nhăn, hai bên mép này á, là do mình dùng những cái gì, có nhiều khi nó quá mạnh cho làn da, hóa chất quá nhiều. Nó bào mòn xong rồi rốt cuộc cái da mình bị mất collagen, nó chảy xuống và nó bắt đầu nó làm cho mình mau già. Đó. Thành ra thì bác sĩ Kimberly cũng đã từng nói là công ty Apogee của bác sĩ Kimberly nói về cái phương pháp dưỡng da, thì nếu mà quý vị có những thắc mắc thì có lẽ là quý vị và cần U-turn thì quý vị nhớ tới bác sĩ Kimberly, phải không ạ? Dạ thưa, đúng vậy, rất tiếc chúng ta là hết giờ. Và Kimberly xin nhắc lại và tóm lại đó là nếu chúng ta cần U-turn, chúng ta cần biết là làn da của chúng ta cần cái gì để bảo vệ, để chống nhăn cũng như là chống lão hóa, thì chúng ta có thể gọi vào cái số miễn phí và được tham khảo da trên phone cũng như là chụp hình gửi qua cho Kimberly để có thể chính Kimberly chọn cho quý vị một đường lối nào khác để quý vị có thể giúp cho quý vị bảo vệ làn da và làm đẹp thêm. Vâng. Cảm ơn chị Vy Lan và rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày tới. Cảm ơn bác sĩ Kimberly và xin được chào quý thính giả. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264 để
để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vi Lan xin được kính chào tái ngộ đến với quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Lan có một cái promotion rất là đặc biệt. Thưa quý vị, đó là Fast Burner Vitamin, một loại vitamin thiên nhiên không có phản ứng phụ quý vị nhé. Quý vị uống vào, quý vị sẽ thấy có energy và nó control cái huyết áp của quý vị cũng như cholesterol của quý vị. Và cái hay hơn nữa là nếu quý vị muốn mất 2 pound, 3 pound cho đến 50 pounds, quý vị có thể control được với cái Fast Burner này. Và ngày hôm nay rất đặc biệt, nếu quý vị gọi vào ngay 100 người đầu tiên, quý vị sẽ được hưởng chương trình mua 5 tặng 1. Thưa quý vị, Vi Lan để thêm một hũ nữa cho quý vị. Và cũng rất nhiều quý vị đặt câu hỏi tại sao bác sĩ Kimberly có thể giữ được thân hình thon gọn như vậy, là nhờ dùng Fast Burner. Tất cả ai trong chúng ta cũng muốn thon gọn, đẹp và khỏe, có energy thì Fast Burner là một sản phẩm dành cho quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vi Lan kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay với một chương trình promotion rất là đặc biệt, nếu làn da của quý vị bị khô, bị ngứa, bị đỏ thì như vậy là cái làn da của quý vị không được khỏe. Thì thưa quý vị cần bộ cấu tạo da. Bộ cấu tạo da sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được khỏe, để giúp cho cái làn da của quý vị không bị nám. Và khi nám thì quý vị dùng thêm cái loại kem tẩy nám. Và nếu ngày hôm nay quý vị mua kem tẩy nám cộng với lại bộ kem cấu tạo da thì quý vị sẽ được tặng một cái chai chống nhăn trị giá 80 đô la. Tại sao bác sĩ Kim Ly muốn tặng một chai chống nhăn? Bởi vì khi làn da quý vị bị đỏ, bị khô, bị ngứa là cái làn da của quý vị nó sẽ chảy xệ và nó sẽ nhăn rất nhiều ở hai bên mép cũng như là bên khóe mắt. Và xin quý vị gọi nhanh nhanh mua một bộ cấu tạo da cũng như là một bộ tẩy nám trên 300 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai chống nhăn. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264.